Thưa quý vị, sau thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đang là tỉnh có số ca mắc COVID-19 lớn thứ hai cả nước. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế, trong ngày hôm qua, địa phương này đã ghi nhận 2.358 ca mắc mới. Hầu hết các ca mắc mới tại Bình Dương được phát hiện trong khu phong tỏa, chiếm hơn 60%. Số phát hiện tại khu cách ly dành cho các trường hợp test nhanh dương tính hơn 30%, trong khi tỷ lệ ca mắc được ghi nhận tại cộng đồng thấp chỉ 4,8%. Bộ Y tế lý giải số ca mắc COVID-19 của tỉnh Bình Dương đang tăng mạnh là vì địa phương này đang tăng cường bóc tách F0 trong cộng đồng cùng với các biện pháp chống dịch đã được Bình Dương triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn. Với tinh thần không để người dân nào không có chỗ ở trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã vừa ban hành văn bản yêu cầu các quận huyện chủ động rà soát, bố trí nơi ở tạm thời để người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú đến tạm trú. Văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, trong trường hợp các quận, huyện, thị xã không thể bố trí được địa điểm tạm trú và nguồn lực, chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội rà soát, tham mưu báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố với tinh thần không để ai không có nơi ở trên địa bàn. Đồng thời tổng hợp phân loại đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định, khẩn trương hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hỗ trợ linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết khó khăn của người dân. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan trong thời gian tới sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội các tỉnh thành phố có người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 không có nơi cư trú phải ở lại thành phố Hà Nội, xây dựng phương án đưa người lao động ngoại tỉnh trở về địa phương khi đủ điều kiện. Xin được chuyển sang một câu chuyện sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, trong thời gian giãn cách xã hội như hiện nay, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhiều người nông dân làm ruộng xa rất ngại ra đồng vì dịch bệnh. Ngoài ra, phải có giấy xác nhận của địa phương cấp phép mới được qua các chốn kiểm dịch. Những lo ngại này có vẻ đã được giải quyết theo một cách rất mới. Tại tỉnh Đồng Tháp mới đây, những nông dân làm ruộng xa khác xã, khác huyện đã thuê các tổ làm dịch vụ chăm sóc đồng ruộng, còn được gọi vui là các biệt đội chăm sóc lúa. Các biệt đội này sẽ thay chủ ruộng thực hiện các công việc một cách rất chuyên nghiệp, mang lại sự an tâm cho người nông dân trong thời điểm giãn cách xã hội. Ghi nhận của các phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Đây là số thuốc anh Hồ Văn Cường chuẩn bị gửi cho tổ dịch vụ khi lúa nhà mình đã tới đợt phun xịt. Nhà ở xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, trong khi 1 hecta đất canh tác lúa lại nằm ở xã Láng Biển, huyện Tháp 10. Thế nên kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội, anh Hồ Văn Cường chưa một lần được bước qua thăm đồng. Cứu cánh của anh thời điểm này chính là tổ dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ cho người xâm canh của xã Láng Biển. Không đi thăm đồng nó bức rứt, mình sợ lúa với thác đồ. Nghe địa phương thông báo là trên đài cũng thông báo có tổ dịch vụ vậy đó. Tôi cũng lại tôi hỏi. Trao đổi qua điện thoại rồi mướn sạch, mình lấy thuốc rồi đem lại chốt giao cho cái người đó, người ta lại người ta lấy người ta sạch. Sạch thuốc thì 18.000 bình. Hàng ngày, các thành viên tổ dịch vụ nông nghiệp xã Láng Biển được chia làm hai nhóm nhỏ để phục vụ nhu cầu bón phân, xịt thuốc của những hộ xâm canh không thể đến thăm ruộng. Bình quân mỗi ngày, tổ có thể phục vụ được khoảng 10 chủ ruộng. Thường ta kêu mình qua số điện thoại không à? Đó, với hôm nay thì trên xã có thông báo, đem điện thoại mình quay, ví dụ như bệnh sao vậy đó, rồi mình Zalo cho người ta, rồi người ta coi cái lúa người ta bệnh gì, người ta hút thuốc xong, cái người ta vô, người ta giao cho mình xịt. Hoạt động linh hoạt, có nghĩa là bà con trong ngày đó kêu nhiều, số lượng bệnh nhiều thì mình kêu anh em tập trung lại làm, nhưng mà cũng giữ khoảng cách nha. Hiện tại, toàn bộ 13 trên 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tháp 10 đều đã thành lập tổ dịch vụ nông nghiệp, thu hoạch nông sản cho các hộ dân có đất xâm canh. Đầu mối liên hệ sẽ là chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội nông dân mỗi xã. Ngoài cái tiêm vaccine thì có thể là mình test nhanh hoặc là xét nghiệm PCR để các cái lực lượng này đảm bảo cái an toàn. Nếu mình chủ động thực hiện sớm thì cái việc này tôi nghĩ là cái việc thu hoạch cũng như là vận chuyển rồi nhân công bốc giác thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu. Nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào đợt cao điểm xuống giống lúa thu đông năm 2021. Các diện tích lúa hiện nay chủ yếu ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đồng, thời điểm rất cần sự chăm bón kỹ lưỡng. Tổ chức tốt hoạt động của các tổ dịch vụ nông nghiệp được xem như một biệt đội chăm sóc lúa. Từ đó giúp cho các địa phương vừa duy trì tốt sản xuất, lại vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Tiếp tục là những thông tin về thị trường nông sản đáng chú ý liên quan đến tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại các tỉnh phía Nam trong bối cảnh các địa phương này đều đang thực hiện giãn cách xã hội căng thẳng.
giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng thêm khoảng 300 đến 400 đồng một kg. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng thương lái bẻ kèo để tiếp tục ép giá nông dân. Một số hộ dân ngụ phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, chỉ 5 ngày trước, thương lái đặt cọc lúa OM5451 với giá 5.500 đồng một kg. Nhưng bất ngờ, trước giờ cắt, thương lái đã bẻ kèo, trả xuống còn 5.300 đồng một kg với lý do nhà máy đóng cửa, thời tiết xấu. Nếu người dân không bán sẽ bỏ cọc, không mua. Ước tính mỗi hecta lúa, nông dân mất cả chục triệu đồng vì các vụ bẻ kèo của thương lái. Vụ hè thu 2021, toàn tỉnh Bình Định có hơn 33.800 hecta lúa vụ thu đang trong giai đoạn bước vào thu hoạch đại trà. Để đảm bảo công tác thu hoạch lúa vụ thu 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, địa phương đang tiến hành rà soát số lượng máy gặt đập liên hợp tại chỗ. Nếu huyện nào thiếu phải có phản hồi để ngành chức năng lên kế hoạch điều tiết máy gặt đập liên hợp kịp tiến độ thu hoạch của bà con. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện đã thu hoạch gần dứt điểm xong vụ lúa hè thu, đồng thời còn khoảng nửa tháng nữa là đến thời điểm thu hoạch những diện tích lúa thu đông sớm. Trong khi giá lúa đang có xu hướng sụt giảm và dịch bệnh thì đang đe dọa, nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng đang gây trở ngại cho cả chuỗi chế biến xuất khẩu của doanh nghiệp. Thực tế này đang khiến cho nông dân và doanh nghiệp lúa gạo rơi vào cảnh thiệt đơn thiệt kép. Ruộng lúa hơn một mẫu của anh Thái Văn Thành còn khoảng nửa tháng nữa sẽ bước vào thu hoạch. Làm vụ thu đông sớm, mưa gió trong suốt cả vụ là chuyện được anh Thành dự đoán từ trước. Tuy nhiên, điều anh không dự đoán được cho mùa này là tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ngay cận ngày thu hoạch. Dịch bệnh thì nó diễn biến phức tạp, còn con địa phương thì diễn mình đi lại thì khó khăn, qua chốt trạm kiểm soát chặt chẽ không di chuyển ra khỏi địa phương được. Trước lúa ở chỗ thì có thương lái đến nhà để hỏi giá, giờ không thấy thương lái, không có chạy gạo như mọi mùa trước nữa. Gáo Rồng là địa phương thuộc khu vực vùng sâu vùng xa của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điều kiện đi lại trước giờ cũng đã khó khăn. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thương lái nếu muốn vào địa phương mua lúa phải có test nhanh. Qua nhiều chốt kiểm soát, điều động máy móc, phương tiện cũng sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Đây có lẽ cũng là lý do khiến giá lúa tại đây có xu hướng giảm hơn so với những khu vực khác. Nửa tháng tới đây, từ khi có chỉ thị 16 giờ thì lúa nó sụt so với lúc mà chưa có chỉ thị. Lúc trước thì ở đây bà con có số bán trước thì 6.200, mà đến thời điểm này thì nó khoảng 5.800 đến 6.000. Bắt đầu hoạt động tại tỉnh Đồng Tháp từ năm 2011, ba kho lớn của nhà máy Tân Long tại Đồng Tháp có sức chứa lên đến 180.000 tấn. Từ giữa tháng 7, những lô hàng của Tân Long lên thành phố Hồ Chí Minh bị vướng do giãn cách xã hội. Hàng xuất khẩu cũng phải chuyển về đóng tại kho thay vì tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, giá cước xuất khẩu tăng mạnh trong thời điểm dịch bệnh đã khiến doanh nghiệp đã khó càng khó thêm. Các cái hợp đồng xuất khẩu thì logistics cũng như là cước quốc tế nó tăng rất là mạnh. Cước container là tăng gấp 3-4 lần đi châu Phi so với lại năm trước. Còn cước tàu thì tăng hơn gấp đôi. Cho nên là cái chi phí cho người mua và người bán đều rất là tăng. Liên tiếp những ngày qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có những cuộc họp bàn để tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ nông sản, đặc biệt là mặt hàng lúa gạo. Từ giải quyết nhanh gọn các thương lái được thuận lợi vào địa bàn thu mua lúa, cho đến kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chính phủ hỗ trợ giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Nếu các kiến nghị về hỗ trợ thu hoạch và thu mua lúa không được giải quyết nhanh chóng, thì tồn đọng lượng lúa hàng hóa trong nông dân sẽ rất lớn, ảnh hưởng tới chất lượng lúa và giá bán của nông dân. Tiếp tục sẽ là những thông tin nông sản đáng chú ý khác. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, lượng đường ăn nhập khẩu từ 5 nước Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia và Myanmar vào nước ta là gần 400.000 tấn, gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đường nhập khẩu từ 5 quốc gia này đều có nguồn gốc từ Thái Lan. Các chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan. Trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Sở Công Thương tỉnh Sơn La xây dựng phương án tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu 113.000 tấn nhãn tại địa phương. Trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp, tất cả các tỉnh phải giãn cách toàn xã hội sẽ đưa khoảng 80.000 tấn nhãn tươi vào chế biến long nhãn, sản lượng ước đạt 8.000 tấn long nhãn, đồng thời tiêu thụ trong nước dự kiến khoảng trên 19.000 tấn nhãn tươi.